tao bị tôi đo thông khiếu miên ta một hẹn muối nâng tua chuột lập cài khỉ nhàng na có nơi ta không prang từ một chỉ muối khỉ tôi chỉ miên rừng quay tôi kê đánh cắp chạ quay. Hello các bạn, hôm nay mình lại tiếp tục vẽ một chiếc kẹp sách nữa. Lần này mình sẽ vẽ ba chú gấu trong phim hoạt hình We Be Bear nhỉ. Cũng có nhiều bạn comment bảo mình vẽ gấu trắng là I Bear đi. Và lần này mình sẽ vẽ cả ba chú gấu luôn. Ba chú gấu này đang ở giai đoạn baby nha. Khi phác bóng thì mình sẽ đi lại flat bằng bút mực. Bút mực này là bút chữ A 0.5mm nha các bạn. Các bạn đi đều đều tay, đừng có lập lại nhiều led quá, không nó sẽ bị to đấy. Sau đó mình sẽ tẩy đi và tô màu vào. Với chú gấu lâu Gilly thì các bạn lên pha màu đỏ, màu cam và màu xanh lá cho màu lông nhá. Sau đó đỡ tối, sau đó mình sẽ đi để đổ bóng và đi lại led bóng bút mực một lần nữa cho nó sinh động hơn. Ở trên này mình thấy hơi trống nên mình sẽ vẽ một ít bầu trời vào đây. Do mình khá thích bầu trời có sao nên là bầu trời nào trong tranh của mình cũng sẽ có sao nhá. Vì vậy nên các bạn đừng hỏi sao bầu trời nào cũng có sao nha. Xong rồi, chúc các bạn thành công. Estoy loco por ti, sí, novia. Yo quiero pedir que